Chỉ với 8 cách này thôi, tóc bạc cỡ mấy cũng hoa đen. Rất vui và hạnh phúc khi gặp lại quý vị khán thính giả trong video chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, chúc quý vị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị, tóc bạc sớm không hẳn là một dấu hiệu của tuổi tác mà còn là một bệnh lý do nhiều nguyên nhân gây nên. Tuy không nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng tóc bạc sớm làm mất đi tính thẩm mỹ, khiến cho bạn tự ti, mặc cảm trong công việc và cuộc sống. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm như là yếu tố di truyền, chế độ ăn uống không cân bằng, dùng mỹ phẩm quá nhiều, hút thuốc lá, rối loạn hormone, lạm dụng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh, tác động đến môi trường, căng thẳng mệt mỏi, cơ thể thiếu chất. Từ những nguyên nhân cơ bản trên, ta có thể đưa ra 8 cách chữa trị tốt nhất. Hãy cùng tham khảo và áp dụng trong cuộc sống của mình qua video sau quý vị nhé. Chỉ với 8 cách này, tóc bạc cỡ mấy cũng hóa đen. Tóc bạc sớm là nỗi lo của không ít chị em phụ nữ ở độ tuổi 30. Nhiều người đã mất đi sự tự tin của mình chỉ vì mái tóc lâm râm sợi bạc. Nguyên nhân tiềm ẩn dưới mái tóc bạc sớm là nguy cơ khả năng sinh sản do sắc tố melanin trong cơ thể. Nhiều chị em đã tìm đến các phương pháp sử dụng chất hóa học như thuốc nhuộm để cải thiện tình trạng, lấy lại vẻ thanh xuân cho mái tóc. Tuy nhiên, đây lại là phương pháp rất tốn kém, phiền phức, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và các bệnh lý về da đầu. Chính vì vậy, nhiều chị em đã tìm đến các cách trị tóc bạc sớm từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, rẻ tiền, dễ tìm kiếm và đặc biệt không gây hại đến sức khỏe. Sau đây là một vài công thức giúp bạn cải thiện mái tóc bạc sớm của mình để nhanh chóng lấy lại sự óng mượt, đen bóng như thời con gái. Tóc chính là một tổ chức biệt hóa, một phần phụ của thượng bì nhiễm chất sừng và sắc tố da. Bình thường bước qua tuổi 40, tóc mới bắt đầu bạc. Nguyên nhân là do mất sắc tố. Gốc tóc bị teo hoặc lòng chứa các bọng khí gây tắc chân tóc, dẫn đến rụng tóc dần và bạc tóc. Màu đen của tóc là biểu hiện của sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, nội tiết cân bằng và cơ thể được cung cấp đầy đủ các yếu tố vi lượng như đồng, kẽm. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người có sức khỏe tốt, đang độ tuổi thanh niên mà mái đầu đã xuất hiện tóc bạc, y học gọi là chứng tóc bạc sớm. Bạc tóc sớm là biểu hiện của sự già nua, suy giảm cả về thể chất lẫn cả tinh thần. Bởi vậy, rất nhiều người luôn tìm cách che giấu tóc bạc bằng cách nhuộm tóc hoặc đơn giản là nhổ các sợi tóc bạc khi nó mới xuất hiện. Bệnh không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại dễ gây mất thẩm mỹ, đặc biệt với tình trạng tóc bạc ở tuổi dậy thì hay tóc bạc sớm ở trẻ em và thanh niên. Nguyên nhân khiến tóc bạc sớm. Nguyên nhân tóc bạc sớm do cơ địa của mỗi người. Vì tóc là một trong những thành phần của thượng bì có chứa rất nhiều hắc tố melanin. Đây là loại sắc tố quyết định màu sắc đen hay trắng cho tóc. Chính vì thế, nếu các hắc tố melanin hoạt động bị rối loạn, không được bình thường sẽ khiến cho tóc gốc bị thay đổi và bị tóc bạc sớm hơn. Theo nghiên cứu, hiện nay nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm thường đến từ yếu tố di truyền. Thế nên, nếu gia đình của bạn có nhiều người bị bạc tóc sớm thì bạn cũng sẽ có khả năng cao gặp tình trạng tóc bạc tương tự như vậy. Đặc biệt hơn, ở người châu Á, chúng ta thường sẽ bị bạc tóc vào độ tuổi sau 30 và nam giới thường sẽ bị bạc trước nữ giới. Thiếu vitamin là nguyên nhân khiến cho tóc bạc sớm. Một trong những lý do khiến tóc bạc sớm hơn bình thường là sự thiếu hụt vitamin ở trong cơ thể, nhất là các vitamin B12, vitamin E. Bởi vậy, để ngăn ngừa và khắc phục tình trạng tóc bạc sớm, bạn chỉ cần tăng cường bổ sung các thực phẩm có chứa nhiều loại vitamin này là được. Vấn đề ở tuyến giáp, những vấn đề liên quan tới tuyến giáp như suy giáp hoặc cường giáp cũng là một trong những nguyên nhân bị tóc bạc sớm ở thanh niên. Bởi lúc này, quá trình sản xuất hormone trong cơ thể bị đình trệ, không được thuận lợi mà tóc lại là nơi khó chịu, ảnh hưởng nhiều nhất. Vì thế, tóc rất dễ bị bạc sớm, khô sơ và tóc trẻ ngọn đấy nhé. Bạn có biết rằng, hóa chất trong thuốc lá không những phá hủy những tế bào mọc tóc mà còn có thể gây hư tổn và có thể dẫn tới hói đầu. Tất nhiên, theo những nghiên cứu gần đây thì người hút thuốc lá có khả năng bị tóc bạc sớm gấp 2,5 người bình thường. Căng thẳng khiến cho tóc bạc sớm. Tình trạng căng thẳng mệt mỏi sẽ khiến cho các hoạt động của hệ thần kinh trung ương bị rối loạn. Mà điều này lại làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc,
khiến cho tóc nhanh bị lão hóa, chuyển màu sang tóc bạc. Bởi vậy, nếu không muốn rơi vào tình trạng tóc bạc sớm thì bạn hãy hạn chế sự căng thẳng, mệt mỏi, stress một cách tối đa bạn nhé. Luôn giữ được tinh thần được thoải mái trong những trạng thái vô cùng ổn định. Top các cách chữa bạc tóc sớm từ nguyên liệu thiên nhiên vô cùng hiệu quả. 1. Cách chữa tóc bạc sớm bằng nước khoai tây. Như chúng ta đã biết, cho củ khoai tây có chứa chất xơ hòa tan giúp cho việc tóc bạc sớm được hiệu quả. Cách làm này vô cùng đơn giản, mọi người chỉ cần giữ lại nước luộc khoai hoặc đem luộc bỏ vỏ khoai, sau đó sử dụng sau mỗi lần gội đầu để cho tóc khô, rồi các bạn lấy bàn chải nhúng vào trong nồi nước, chải đều từ chân tóc xuống ngọn tóc. Sau một thời gian, bạn sẽ cải thiện tình trạng tóc bạc một cách tự nhiên và vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, chị em có thể làm mặt nạ ủ tóc từ khoai tây theo công thức sau, giúp giảm tóc bạc, vừa giúp dưỡng tóc mềm mượt tự nhiên. Nguyên liệu cần có cho những cách chữa tóc bạc sớm bằng khoai tây: nước ép khoai tây 500ml, trứng tách lấy lòng trắng 1 quả, mật ong nguyên chất 3 thìa. Cho tất cả các nguyên liệu vào trộn chung với nhau rồi cho hỗn hợp lên trên tóc, ủ trong vòng 30 phút, sau đó gội đầu lại như bình thường. Bạn nào bị tóc yếu hay hư tổn có thể dùng cách này để dưỡng cho tóc nhé. 2. Đỗ đen. Đỗ đen có tính ngọt, giúp thanh lọc cơ thể, giải độc và làm tóc đen cực kỳ hiệu quả. Đỗ đen chứa rất nhiều các dưỡng chất như sắt, kẽm, vitamin B6, các khoáng chất giàu protein, giúp cải thiện sắc tố melanin, hạn chế tóc bạc sớm, giúp tóc mọc nhanh, dài hơn và nuôi dưỡng tóc. Trong đậu đen có chứa 53,3% carbon hydrate, 24,4% protein, 1,7% lipid. Đậu đen chứa 3 loại axit amin, quan trọng là leucine, valine, isoleucine cùng với dưỡng chất arginine, rất tốt cho tóc. Đậu đen giàu vitamin B9, thành phần quan trọng giúp bạn có mái tóc đen nhánh, cải thiện được tình trạng bạc sớm. Không chỉ giàu vitamin B9, đậu đen xanh lòng còn giàu các khoáng chất sắt. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 cho thấy, chế độ ăn ít chất sắt là nguyên nhân khiến cho bạn bị bạc tóc sớm. Sau đây là một số cách chế biến đậu đen mà bạn nên biết. Canh đậu đen nấu xương lợn. Dùng 50g đậu đen hầm kỹ với xương lợn để làm canh ăn. Đậu đen phơi khô, đồ chín đậu đen, đem phơi khô, sau thơm, mỗi ngày ăn 2 lần, mỗi lần 6g, nhai kỹ rồi uống với nước muối nhạt. Bột đậu đen kết hợp với dược liệu, đậu đen 250g, vương đen 100g, bạch quả 30 hạt, hà thủ ô 150g, tất cả sau chín, tán mịn, đựng trong lọ kín dùng dần, mỗi ngày ăn 30g. Nước đậu đen. Nếu dùng đậu đen bị ngán, có thể đem nó rang chín để vào trong lọ kín, dùng hãm với nước sôi, uống hàng ngày. 3. Cách chữa tóc bạc sớm từ cà ri và dầu dừa. Như chúng ta đã biết, dầu dừa có công dụng rất tốt đã quá quen thuộc với mọi người, còn cà ri, hạt cà ri có chứa các thành phần lão hóa giúp ngăn chặn sự thay đổi cho màu tóc, cung cấp nhiều dưỡng chất, giúp cho mái tóc chắc khỏe, óng mượt. Lá cà ri là một trong những loại thực phẩm tự nhiên tuyệt vời, có chứa rất nhiều nước. Bên cạnh đó, lá cà ri còn chứa protein, beta-carotene, carbon hydrate cùng với một số nguyên tố vi lượng như sắt, phospho và canxi. Nhiều người còn nấu nước cà ri để gội đầu, nhưng với cấp thức sau đây, chị em sẽ vừa giúp chữa tóc bạc sớm, vừa dưỡng được tóc nữa đấy. Nguyên liệu cần có cho cách chữa tóc bạc sớm từ cà ri và dầu dừa. Cà ri, dầu dừa, một viên vitamin E. Thực hiện cách chữa tóc bạc sớm cà ri và dầu dừa. Hạt cà ri đem nghiền nhỏ, sau đó trộn chung vào dầu dừa nguyên chất. Có thể bỏ thêm một viên vitamin E vào để tăng được hiệu quả dưỡng tóc nha. Bỏ hỗn hợp trên vào lọ thủy tinh nhỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Trước khi gội đầu, các bạn thoa lên trước khoảng thời gian là 10 phút, sử dụng đều đặn mỗi ngày trong tuần để có được kết quả nhanh chóng nha bạn. 4. Bồ kết chữa chứng bị tóc bạc sớm. Trái bồ kết với người Việt từ lâu đã được sử dụng nó thay cho dầu gội. Bồ kết sẽ làm hiệu quả nhất đến nay cho tình trạng này. Việc gội đầu bằng nước trái bồ kết giúp cho tóc vừa mượt, thơm, đen bóng, lại có mùi hương rất thơm và dễ chịu.
Mỗi lần gội đầu chỉ cần 3 đến 4 trái bổ kết nướng trên lửa cho thơm rồi mới thả vào nồi nước đun sôi. Đun như vậy thêm 5 phút pha cùng nước nguội là có thể gội đầu được. Với cách làm này mọi người nên kiên trì không được dùng dầu gội khi đã sủng bổ kết. Lưu ý đối với các cách chữa tóc bạc sớm. Nếu chị em da dầu không nên áp dụng cách này đâu nha, mà nên dùng hai cách trên vì dầu dừa sẽ làm cho tóc bạc bết xính hơn. Bên cạnh đó, gội đầu bằng bổ kết chỉ có tác dụng không làm cho phần tóc bạc lây lan thêm mà còn những sợi đã bạc thì thường sẽ khó cải thiện. 5. Chữa tóc bạc sớm bằng khế chua. Không chỉ lá khế mà quả khế cũng có rất nhiều công dụng trong việc điều trị các bệnh lý về da và tóc. Quả khế có khả năng chữa tóc bạc sớm cực kỳ hiệu quả mà rất ít người biết đến. Để áp dụng phương pháp này, bạn cần thực hiện các thao tác như sau. Chuẩn bị 200g khế chua rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, rồi lọc lấy nước, sau đó trộn với nước dừa vài giọt mật ong tùy ý. Sử dụng hỗn hợp này để uống mỗi ngày 2 lần, vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, vừa giúp cho mái tóc đen bóng mượt, ngăn ngừa các chứng tóc bạc sớm. Ngoài các biện pháp chữa bạc tóc sớm từ nguyên liệu thiên nhiên, bạn cũng cần phải bổ sung chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, hợp lý, sinh hoạt, điều độ, khoa học và để đảm bảo tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ. Với những gợi ý trên, mong rằng bạn sẽ yên tâm và tự tin hơn với mái tóc khỏe mạnh, nhanh chóng đen mượt trở lại. 6. Điều trị tóc bạc sớm từ lá ổi. Có thể bạn chưa biết, lá ổi không những có công dụng nhuộm màu tự nhiên cho các sợi tóc bạc mà nó còn có tác dụng ngăn ngừa tình trạng bị tóc bạc sớm nữa đấy nhé. Cách thực hiện, bạn chuẩn bị một nắm lá ổi tươi rửa sạch rồi đem nghiền thật nhuyễn hoặc nghiền nát cho tới khi nào lá ổi trở thành dạng sền sệt là đã được rồi. Cho ra bát, thêm một chút nước vào và trộn đều. Sau đó, bạn sử dụng phần lá ổi xay này thoa đều khắp lên trên tóc và da đầu, đồng thời kết hợp với việc massage để cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong da đầu. Đợi khoảng 30 đến 40 phút thì bạn gội đầu lại với nước sạch là xong. Với bí quyết chăm sóc tóc bạc sớm này, bạn chỉ cần thực hiện 1 đến 2 lần trên 1 tháng là đã đủ rồi bạn nhé, không cần thiết phải thực hiện quá nhiều. 7. Hỗn hợp hành, gừng, sữa tươi ngăn ngừa tóc bạc sớm. Cách thực hiện: bạn chuẩn bị một củ gừng, đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi giã nhỏ cho vào bát con. Một thìa tươi không đường, 2 đến 3 thìa nước ép hành tây, rồi dùng đũa khuấy đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau là đã được. Sau đó, bạn đem hỗn hợp này thoa đều lên trên da đầu và ủ khoảng 30 đến 40 phút thì gội lại bằng nước sạch bạn nhé. Để tăng hiệu quả cho cách chữa tóc bạc sớm đơn giản tại nhà, khi thoa hỗn hợp này lên đầu, bạn nên kết hợp với việc massage da đầu nhé. Với cách này, bạn không cần làm quá thường xuyên mà chỉ cần thực hiện 1 đến 2 lần trên 1 tuần là đã đủ rồi. Lưu ý, hỗn hợp hành, gừng, sữa tươi này không có tác dụng biến tóc trắng thành tóc đen đâu nhé, mà nó chỉ có tác dụng ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. Bởi vậy, bạn nên kiên trì thực hiện một thời gian, đợi đến khi các sợi tóc bạc bị rụng đi, mái tóc của bạn sẽ trở nên đen bóng, chắc khỏe hơn rất nhiều. 8. Dầu dừa và chanh. Dầu dừa và chanh là một trong những cách trị tóc bạc sớm cực kỳ hiệu quả với hàm lượng vitamin và dưỡng chất dồi dào cung cấp cho tóc. Đồng thời, chất chống oxy hóa còn giúp ngăn ngừa hình thành của tóc bạc. Ngoài ra, dầu dừa còn có tác dụng dưỡng ẩm, cân bằng dưỡng chất cho tóc, giúp cho tóc chắc khỏe và óng mượt. Cách thực hiện rất đơn giản, tùy thuộc vào độ dài của tóc mà bạn trộn hỗn hợp dầu dừa, chanh theo tỷ lệ tương ứng. Thoa đều hỗn hợp lên trên tóc và massage nhẹ nhàng để cho các dưỡng chất thấm vào trong tóc. Chờ trong 30 phút rồi gội lại sạch với nước. Để đạt được hiệu quả chăm sóc tóc và chữa trị tóc bạc sớm một cách tốt nhất, hãy dùng biện pháp này 3 đến 4 lần mỗi tuần. Những biện pháp từ thiên nhiên luôn là những phương pháp an toàn nhất đối với cơ thể của chúng ta. Hãy bỏ túi những bí quyết trên của chúng tôi để luôn có được những mái tóc đen óng ả cho bản thân cũng như cho cả gia đình bạn nhé.
Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi đã tổng hợp 8 cách trị tóc bạc sớm tốt nhất và hiệu quả nhất hiện nay, rất có lợi cho những người bị bạc tóc sớm mà quý vị nên bỏ túi để phòng tránh. Ngoài các biện pháp chữa trị tóc bạc sớm bằng dược liệu từ thiên nhiên thì các bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày để chăm sóc hiệu quả, đồng thời phải vận động thể chất và nghỉ ngơi hợp lý để tránh xa các yếu tố xấu làm ảnh hưởng tới tóc. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin khép lại video tại đây. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.